loài người được ban tặng hai điều tuyệt vời để có thể phân biệt được với tất cả các giống loài trên trái đất. Đó chính là trí thông minh và sức tưởng tượng. Và hôm nay thì V sẽ dùng cái trí tưởng tượng của mình để tưởng tượng về một viễn cảnh trái đất ngập tràn màu xanh. Xin được gửi tặng đến các bạn thông điệp có tựa đề là xanh. Hun hút xanh, một màu xanh hun hút. Xanh hun hút, một màu hun hút xanh. Trong anh, một màu xanh hun hút. Trong em, một màu hun hút xanh. Bầu trời hun hút xanh, tỏa một màu vàng cháy, cháy rát mặt người, bỏng rát thế gian. Ươm mầm xanh muôn loài, gieo mầm xanh ước vọng. Trái đất chùm màu xanh. Hun hút xanh, một màu xanh hun hút. Xanh hun hút, một màu hun hút xanh. Trong anh, một màu xanh hun hút. Trong em, một màu hun hút xanh. Bầu trời hun hút xanh, tỏa một màu vàng cháy, cháy rát mặt người, bỏng rát thế gian. Ươm mầm xanh muôn loài, gieo mầm xanh ước vọng. Trái đất chùm màu xanh. Tôi là V. Tôi hiện hữu trên thế giới này để cất lên giai điệu của cuộc sống, thông điệp và tự nhiên. Xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn.